mùa về cúng một lấy một bông lên tự nhiên. Tự nhiên cô làm đấy, cô chạy lên bảo thôi sao bé này có một bông nhỏ đấy, con cũng đâu có biết không biết cá chân gì nữa sao mới có cái đấy. Lúc đấy mùa rất là bình thường, cái lúc đấy bé tí là không phải chưa được rất bình thường. Mà nếu anh ngoài mắt thì chỉ là đấy không có những cái gì cả. Yeah.